Chiều ngày 29 tháng 5, Ủy ban nhân dân huyện Lang Chánh tổ chức hội nghị tổng kết lễ hội Chí Linh Sơn năm 2023. Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Đức Đức Trung, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, đại diện lãnh đạo các phòng ban Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị cấp huyện, lãnh đạo các xã thị trấn và các doanh nghiệp, mạnh thường quân tài trợ cho lễ hội, các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức lễ hội. Lễ hội Chí Linh Sơn diễn ra từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 5 năm 2023 tại khu di tích danh thắng cấp tỉnh Thác Ma Hào, xã Chí Nang đã thành công tốt đẹp cả về phần lễ và phần hội. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức với quy mô cấp huyện với chuỗi các hoạt động trong thời gian diễn ra lễ hội như hành trình theo dấu chân nghĩa quân Nam Sơn, cuộc thi người đẹp châu lang, trưng bày các gian hàng và giới thiệu sản phẩm truyền thống, tổ chức cắm trại bên Thác Ma Hào và đặc biệt là chương trình nghệ thuật Linh Sơn Thiên Cổ Lưu Danh. Lễ hội đã được đông đảo nhân dân và du khách trong và ngoài huyện đánh giá rất cao. Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được cũng như chỉ rõ những hạn chế tồn tại để từ đó khắc phục và phấn đấu tổ chức tốt hơn các lễ hội, sự kiện của huyện trong thời gian tới, góp phần quảng bá tới du khách về truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa các dân tộc và các danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện Lang Chánh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện đã biểu dương những nỗ lực khắc phục khó khăn về mọi mặt của cả hệ thống chính trị của huyện, các ban, tiểu ban tổ chức lễ hội Chí Linh Sơn năm 2023 để đạt được kết quả thành công của lễ hội. Đồng thời cũng chỉ ra những nhược điểm hạn chế trong công tác tổ chức lễ hội của ban tổ chức, các tiểu ban và thành viên. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, huyện ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện, các ban, phòng ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị cấp huyện, các đảng bộ chi bộ trực thuộc, cơ quan đơn vị cấp huyện tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo sát sao của thường trực huyện ủy, phối hợp của các cấp trong công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh về du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái trên địa bàn huyện nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện về du lịch sinh thái tận dụng tối đa các trang mạng xã hội phương tiện truyền thông báo đài để tăng cường tuyên truyền quảng bá hình ảnh quê hương đất và người lang chánh tiềm năng thế mạnh của du lịch sinh thái du lịch cộng đồng lang chánh với bạn bè du khách trong tỉnh trong nước và quốc tế cần có kế hoạch chuẩn bị kỹ càng hơn, chu đáo hơn, lên phương án chi tiết cụ thể hơn và sự chỉ đạo quyết liệt hơn của ban tổ chức các lễ hội tiếp theo, đặc biệt là trong công tác chuẩn bị cho lễ hội ruộng bậc thang xã Yên Thắng trong thời gian tới. Cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cấp các ngành, thông tin hai chiều để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở để có phương án chỉ đạo phù hợp hơn trong các lễ hội, công việc khác của huyện trong thời gian tới. Tại hội nghị, ban tổ chức lễ hội đã trao giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức lễ hội và ghi nhận sự đóng góp của các nhà tài trợ cho lễ hội Chí Linh Sơn năm 2023. Thành công của lễ hội Chí Linh Sơn năm 2023 là tiền đề để huyện Lăng Chánh tổ chức các lễ hội quảng bá về du lịch trong những năm tiếp theo.